Trung tâm Y tế huyện Mờ Đắc hiện có 12 khoa, 5 phòng chức năng, 13 trạm y tế với 275 cán bộ, viên chức, trong đó có 43 bác sĩ. Những năm qua, trung tâm đã có nhiều chính sách để tuyển dụng bác sĩ nhưng vẫn rất khó khăn. Theo đề án vị trí việc làm, hiện nay ngành y tế huyện Mờ Đắc còn thiếu khoảng 15 bác sĩ, chủ yếu ở chuyên khoa phục hồi chức năng, ngoại tổng quát. Do nguồn nhân lực có hạn nên bác sĩ phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, công việc khác nhau. Vì với cái nhân lực như vậy, tiếp nhận cái số lượng mà bệnh nhân vào là nào là phẫu thuật sản, các cái phẫu thuật cấp cứu trong sản khoa, thì cái nhân lực như vậy thì cũng chưa đảm bảo lắm. Cái vấn đề không có bác sĩ đăng ký về, mặc dù là mình có nhu cầu tuyển dụng và cũng có nhiều cái chính sách của trung tâm, nhưng mà và cái cũng như là cái thu hút của nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh, nhưng mà vẫn không có bác sĩ về qua nhiều lần tuyển dụng. Mặc dù trang thiết bị y tế được đầu tư khá đầy đủ, nhưng do không tuyển dụng được bác sĩ, nên Trung tâm Y tế huyện Krông Búc không thể triển khai được các kỹ thuật mới. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh, cũng như chất lượng dịch vụ y tế tại đây. Từ thực tế thiếu bác sĩ ở tuyến cơ sở hiện nay, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, chính quyền các địa phương cần có các chính sách thu hút bác sĩ thực sự phù hợp, khuyến khích được các bác sĩ về công tác, đặc biệt là tại tuyến huyện, xã, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.